Việc thể thao điện tử phát triển ngày một mạnh mẽ cũng đã kéo theo một hệ sinh thái nảy nở xung quanh nó. Giờ đây tại các giải eSports, ngoài việc chất lượng chuyên môn trong từng trận đấu phải càng được nâng cao, thì bầu không khí, ngọn lửa nhiệt huyết cũng phải luôn được thổi vào từng tình tiết, tạo nên sự hấp dẫn, chất riêng cho từng bộ môn. Mà đó là công việc của những caster, bình luận viên. Vì những đặc thù, những góc khuất, nghề nghiệp này tưởng chừng như chỉ dành cho nam giới. Tuy nhiên trong những năm gần đây, cùng với sự cởi mở đón nhận của cộng đồng, nhiều bạn nữ cũng đã mạnh dạn thử sức với nghề nghiệp này và đạt được không ít thành công. Hôm nay, hãy cùng Cảm Thể Thao điểm qua top 5 nữ caster hàng đầu Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã chọn xem Cảm Thể Thao. Đừng quên để lại cho tụi mình một like và một lượt đăng ký bên dưới như là động lực cho kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo về eSports. Và bây giờ, mời bạn xem tiếp video. Linh San, Lý Minh Huyền Thoại. Ngoài việc là tên của nữ chính trong Gái Già Lắm Chiêu, Linh San còn là tên của một trong những nữ caster nổi tiếng nhất Liên Minh Huyền Thoại nói riêng và eSports nói chung. Cô gái đến từ Tuyên Quang, từng là sinh viên khoa luật của Đại học Mở Hà Nội. Bắt đầu bén duyên với nghề bình luận từ năm 2018, cô nàng có tên thật là Nguyễn Huế cho biết mình theo đuổi nghiệp caster vì yêu thích bộ môn MOBA này từ khi còn là một fan cứng chính hiệu của T1 và cũng có sự am hiểu nhất định đối với LCK. Tất nhiên vạn sự khởi đầu nan. Cô nàng sinh năm 97 chịu không ít áp lực từ người hâm mộ, thế nhưng nó lại chính là động lực để cô phấn đấu hoàn thiện mình hơn. Khả năng nói chuyện lưu loát, quan sát bản đồ, đọc tình huống và ứng biến nhanh, mọi thứ đều dần được Linh San thành thục ở mức độ khá cao. Và giờ đây, không ai còn nghi ngờ khi cho rằng cô là bình luận viên nữ số 1 của Liên Minh Việt Nam. Một đóa hồng giữa cánh rừng toàn những cây đại thụ thô ráp của cánh mày râu, nơi mà những hoàng luân văn tùng tung hoành. Chia sẻ thêm về dự định trong tương lai, Linh San thẳng thắn cho biết chuyện tương lai không ai nói trước được, nhưng chỉ cần còn sức thì vẫn sẽ theo đuổi nghề caster như theo đuổi crush của mình vậy, không từ bỏ. Tuy nhiên, hiện Linh San đã tạm dừng việc bình luận cho LCK tiếng Việt. Nắng, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile. Nếu là người hâm mộ của dòng game bắn súng trên điện thoại, các bạn sẽ không còn xa lạ gì với Nắng hay Đàm Thanh Huyền, nàng streamer tài sắc vẹn toàn nổi danh trong cộng đồng PUBG Mobile Việt Nam. Từng là một cô gái khá nhút nhát, có lẽ chính bản thân Thanh Huyền cũng khó tin có ngày cô trở thành một streamer nổi tiếng. Cô nàng đã bắt đầu mọi thứ từ con số 0, từ việc học chơi game, phải vừa chơi vừa tương tác với người xem, học cách tự tin ngồi trước camera để nói chuyện cùng mọi người, làm sao cho cách nói chuyện bản thân thu hút được sự chú ý của người khác, đến về sau này là những kỹ năng của một MC để quay bản tin hay video cho công ty. Nhờ tinh thần luôn cầu tiến học hỏi, sự kiên trì, Nắng đã từng bước leo top trên bảng xếp hạng những streamer được yêu thích nhất mà cũng có màn lớn sân rất mượt sang làm caster. Sự am hiểu về chuyên môn nhưng màn pha trò rất duyên và đặc quyền, xinh đẹp nên được tha tội. Nắng đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người hâm mộ eSports thông qua việc tham gia bình luận các tựa game PUBG Mobile, đấu trường chân lý và thời gian gần đây còn cả Call of Duty Mobile. Thỏ AK, PUBG Mobile. Thêm một nữ streamer lấn sân sang làm caster của bộ môn PUBG Mobile, lần này là Thỏ AK. Cô nàng có tên thật là Nguyễn Quỳnh Anh, hiện đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Được biết, ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, cô nàng sinh năm 96, được cho là dành tình yêu rất lớn với game online, đặc biệt là các dòng game sinh tồn. Tuy nhiên, mục đích chơi game của cô vẫn chỉ là xả stress, phần lớn thời gian còn lại tập trung cho việc học tập. Chỉ sau khi tốt nghiệp khoa luật, Quỳnh Anh mới bắt đầu nghiệp streamer PUBG Mobile với cái tên Thỏ AK. Cô nàng được đông đảo người theo dõi trên nền tảng stream Facebook Gaming nhờ vào kỹ năng chơi game ở mức khá tốt, cách nói chuyện hài hước dí dỏm và ngoại hình cuốn hút. Sau thời gian tung hoành trong giới streamer, tích lũy được nhiều kinh nghiệm, kiến thức về game, cô nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người hâm mộ nên đã quyết định lấn sân sang làm caster của PUBG Mobile và cũng đạt được những thành công nhất định. Chắc chắn với tiềm năng của mình, nghiệp caster của Thỏ AK sẽ còn tiến xa hơn nữa. Annie, Lý Minh Huyền Thoại tốc chiến. Game bắn súng chán chê rồi thì giờ chúng ta sẽ quay trở lại với game mobile. Lý Minh Huyền Thoại tốc chiến là em út của nhà Riot, được tạo ra như tựa game mobile, sẽ thừa kế những thành tựu mà người anh Lý Minh Huyền Thoại để lại, bao gồm các sự chào đón cởi mở dành cho nữ giới. Chính vì thế mà rất nhanh sau khi tựa game ra mắt, chúng ta đã tìm thấy được một nữ caster vô cùng tài năng, Annie. Nữ caster tốc chiến đầu tiên của Việt Nam tên thật là Hoàng Anh, sinh năm 95, là nữ bình luận viên quen mặt trên các diễn đàn, giải đấu chuyên, bán chuyên của tựa game Liên Quân Mobile và là cộng tác viên cứng trong đội ngũ caster của VNG. Trước khi trở thành bình luận viên của tốc chiến, cô cũng đã ghi dấu ấn khi thử sức tại giải đấu FSL 2019, giải đấu nữ Liên Minh Huyền Thoại của khu vực Đông Nam Á, cũng như từng có thời gian bình luận cho tựa game Liên Quân Mobile. Trở thành nữ bình luận viên eSports, Annie bên cạnh những cơ hội lương bổng thăng tiến cũng phải đối mặt với những bình luận khiếm nhã từ bộ phận những người quá khích. Thế nhưng
đó lại trở thành động lực để cô phấn đấu nhiều hơn nữa để trở thành cái tên hàng đầu trong giới nữ caster Việt Nam. Mon, Dota 2. Người đầu tiên, người giỏi nhất hoặc không ai cả. Với các fan eSports ngày nay, Mon có lẽ là cái tên rất độ xa lạ. Thế nhưng, cô chắc chắn phải có tên trong danh sách này khi là người giữ vai trò ném đá dò đường, đi tiên phong trong xu hướng nữ giới làm caster hiện nay. Tên thật là Nguyễn Thị Tuyết, có thể được xem là nữ caster đầu tiên của Việt Nam. Từng rất nổi tiếng trong cộng đồng Dota 2 khi là thành viên chủ chốt của dàn caster tại Pew Pew Studio, thường xuyên góp mặt trong các trận đấu Dota 2 được stream trên Talk TV. Trong thời kỳ mà con gái chơi game còn là hình ảnh lạ lẫm, thì cô nàng đã rất tự tin tham gia vào nhiều dự án eSports, thẳng thắn chia sẻ quan điểm của bản thân về việc con gái chơi game hoặc những video dạy chơi Dota 2 cơ bản. Đến tháng 10 năm 2016, Mon Nguyễn ngừng nghiệp caster khi rời Pew Pew Studio và làm việc cho một nhà phát hành game trong vai trò là một game master. Về sau này, khi yên bề gia thất, cô cũng chia tay làm game Việt, quy ẩn giang hồ, dù nhận được nhiều lời kêu gọi comeback từ các fan. Viper Ulti level 6 rồi, một giấc mơ stun, một đẩy về, thôi học rồi. Với đà phát triển tỷ lệ thuận và sự đón nhận của cộng đồng như hiện nay, Cảm Thể Thao tin chắc rằng danh sách 5 cái tên trên đây sẽ không phải là tất cả và cũng chưa dừng lại. Đó cũng là một minh chứng sống động cho xu hướng bình đẳng giới trong thể thao điện tử. Đây là sân chơi dành cho tất cả mọi người. Chỉ cần bạn có đam mê, bạn hoàn toàn có thể đồng hành với nó trên nhiều tư cách, nhiều vai trò khác nhau và góp phần vào sự thăng hoa, đặc sắc của bức tranh toàn cảnh mang tên eSports. Cảm ơn các bạn đã chọn xem Cảm Thể Thao. Đừng quên để lại cho tụi mình một like và một lượt đăng ký để không bỏ lỡ những video về eSports mới nhất nhé.